Nông sản Dũng Hà kính chào quý khách. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ngũ cốc ăn sáng là gì và lợi ích thế nào nhé. Ngũ cốc ăn sáng, có thể gọi đơn giản là ngũ cốc, là một loại thực phẩm ăn sáng truyền thống của người phương Tây xuất hiện từ hàng thế kỷ trước. Ngũ cốc ăn sáng thường được làm từ các loại lúa mì, yến mạch hoặc ngô qua phương pháp ép đùn hoặc sấy khô. Ngũ cốc ăn sáng ban đầu được trộn cùng với sữa hoặc thay đổi bằng sữa chua và cũng có thể thêm vào đó một số loại hạt, trái cây để tăng hương vị, đa dạng dinh dưỡng cho món ăn. Ngũ cốc ăn sáng không chỉ là một món ăn chuẩn Tây mà còn mang đến rất nhiều lợi ích như 1. Tăng cường và cải thiện cho sức khỏe, cung cấp năng lượng, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, ổn định đường huyết, giảm nồng độ cholesterol. 2. Tiện lợi dễ chế biến và tiết kiệm thời gian. Nếu bạn quá bận rộn hoặc đơn giản chỉ là lười biếng thì ngũ cốc chắc chắn là một lựa chọn cho bữa sáng vô cùng tiện lợi, dễ dàng và tiết kiệm thời gian. Chỉ cần vài phút với một gói ngũ cốc đã chế biến sẵn, bạn có thể pha cùng với nước ấm để uống hoặc ăn kèm sữa chua, thêm một vài loại hạt khô, trái cây tươi là đã có bữa sáng thơm ngon hấp dẫn và giàu dinh dưỡng. 3. Cung cấp đủ năng lượng để bắt đầu ngày mới. Như đã nói, ngũ cốc ăn sáng rất giàu protein và carbohydrate lại tiêu hóa chậm nên sẽ duy trì cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động suốt nhiều giờ sau đó, bao gồm cả vận động, thể chất lẫn khả năng nhận thức. Có đến hàng trăm loại ngũ cốc hiện đang được bày bán rộng rãi trên thị trường. Mỗi loại ngũ cốc lại có thành phần nguyên liệu, lợi ích đặc thù riêng. Và một trong những loại ngũ cốc ăn sáng có chất lượng tốt cũng như giàu dinh dưỡng nhất phải kể đến ngũ cốc ăn sáng Kellogg's Hàn Quốc. Ngũ cốc Kellogg's Hàn Quốc vị bắp có giá trị dinh dưỡng rất cao, được sản xuất từ những nguyên liệu thơm ngon như bột bắp, mạch nha. Sản phẩm vừa là món ăn và thơm ngon, vừa là món ăn sáng đủ chất dinh dưỡng cho cả người lớn lẫn trẻ em. Sản phẩm cung cấp dinh dưỡng, khoáng chất, vitamin giúp xương chắc khỏe và cho cơ thể khỏe mạnh. Bánh ngũ cốc ăn sáng Kellogg's Hàn Quốc có mùi thơm của bắp, vị ngọt dịu cho nên sẽ là một trong những món ăn mà các bé nhỏ nhà mình rất thích. Ngũ cốc ăn sáng Kellogg's Hàn Quốc sẽ ngon hơn nhiều khi bạn ăn cùng với sữa sô-cô-la hoặc sữa chua. Còn nếu bạn nào muốn giảm cân mình chỉ cho một cách là bạn nên ăn cùng với sữa tươi không đường cũng khá là ngon mà giúp bạn giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Ngũ cốc Kellogg's Hàn Quốc giờ đây đã thay đổi nhiều hơn trước, không chỉ có hạt ngũ cốc đơn giản từ ngô mà còn có thêm thành phần khác như hạnh nhân, lạc hay hạt điều. Sản phẩm đa dạng mang đến nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng hơn, đáp ứng được khẩu vị cho nhiều người. Hạt ngũ cốc Hàn Quốc có bán rất nhiều tại các siêu thị và các cửa hàng đồ khô. Tuy nhiên bạn có chắc rằng địa chỉ nào bán hạt ngũ cốc Hàn Quốc cũng là sản phẩm uy tín? Bên cạnh đó, giá của hạt ngũ cốc ở mỗi nơi bán cũng khác nhau làm cho người tiêu dùng không biết đâu mới là hạt ngũ cốc chất lượng nhất. Để mua được hạt ngũ cốc chất lượng giá rẻ, các bạn nên đến những nơi bán đồ khô chất lượng hoặc các cửa hàng nông sản. Nông sản Dũng Hà là nơi chuyên bán ngũ cốc Hàn Quốc chất lượng giá rẻ nhất hiện nay. Đến ngay Nông sản Dũng Hà để được mua hàng trực tiếp hoặc liên hệ 19009 86865. Hãy sub kênh để theo dõi review về các sản phẩm nông sản khác.